Dạ, Như Quỳnh, Như Mất ạ. Dạ. Cho biết nhân pháp và tăng con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, tự nhiên xin ôn bài. Dạ, hôm nay đại đức khất tín cũng không thấy đại đức cỡ nhẫn, cho nên con xin tiên phong ôn bài Pháp Cú Kinh số 78. Na pe cha na na pa che pa pe mit te pa che pu ri sa tha me pa che tha mit te can ya ne pa che tha Na pha chê pa pa kinh tế Na pha chê puri sa tha mê Pha chê tha mít tê can gia nê Pha chê tha puri sụt tha mê Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na pha chê pa pa kê mít mít tê Na pa che puri sa tha me pa che tha mit te can ya ne pa che tha puri sut tha me với người xấu ác không với người ti tiện lại cần tránh xa người hiền bạn tốt mới là thượng nhân cao quý điểm hoa lòng mình này của hòa thượng giới đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của xích rạng đông. Dạ, kính mời xích rạng đông. Sa thú cô tu nữ tự nhiên, con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, dặn đức Tăng. Con kính lãnh lễ thượng tọa minh hạnh cô tu nữ tuệ duyên. Cô tu nữ con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kính đọc câu Pháp cú số 78. Na pha chê pa pa kê mít tê Na pha chê bu ri sa tha mê Pha chê tha mít tê can ya nê Pha chê tha bu ri su ta mê Na pha chê pa pa kê mít tê Na pha chê bu ri sa tha mê Pha chê tha mít tề can gia nê pha chê tha pu ri su ta mê na pha chê pa pa kê mít tề na pha chê pu ri sa tha mê pha chê tha mít tề can gia nê pha chê tha pu ri su ta mê
chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na pha chê pê mít tê, na pha chê bú rì sa tha mê, pha chê tha mít tê, can ya nê, pha chê tha bú rì su ta mê. Giới người xấu ác không tới người ti tiện lại cần tránh xa, người hiền bản tốt mới là thượng nhân cao quý điểm qua lòng mình. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con kính đảnh lễ sư Pháp Tính Diệu Tràng, kính đảnh lễ sư Tuệ Nhẫn, con kính mời huynh Pháp Tăng Á. Sa thu sa thu lần thầy Sitarang Đông. Nam mô Phật Khaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Và kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể bài kinh Pháp Cú số 78. Na pha che pa pa ke mi te, na pha che purisa tha me, pha che tha mi te kalyane, pha che tha purisa tha me. Na pha che pa pa ke mi te, na pha che purisa tha me, pha che tha mi te kalyane, pha chê tha pu ri su tha mê. Na pha chê pa pa kê mi tê, na pha chê pu ri sa tha mê, pha chê tha mi tê kan ya nê, pha tha pu ri su tha mê. Chớ thân với ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Với người xấu ác không thân, với người ti tiện lại cần tránh xa, người hiền bạn tốt mới là thượng nhân cao quý điểm hoa lòng mình. Và Nam mô Phật Tha Giá, con xin được xuống mic. Các thân nào không thấy á, bàn tay nào. Kính mời Xích Nhật Huỳnh nhé. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, Đại Thệ Nhẫn cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Thích Đăng Đông Minh Quát Thanh Á, Xích Hoàng Nguyệt, cô thầy viên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính chào đạo tràng, dạ Đại Đức Thệ Nhẫn và Đại Đức Pháp Tính. Dạ, quý ngài có thể cầm mic được thì cho con một tín hiệu để con cúng ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ Đại Đức Pháp Tính. Được chú Quýnh té rồi. Dạ con cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn có thể cùng chúng con ông ngoại Pháp Quốc Kinh số 78 ạ. Con kính nhân mic đến Đại Đức Tuệ Nhẫn ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huyền Niệm. Con xin được phép ngôn cung kệ số 78 ạ. Na pha che pa pa ke mi te, na pha che pu ri sa tha me. Phá chê tha mi tê căn gia nê, phá chê tha bù rì su ta mê. Na phá chê pa pa kê, na phá chê bù rì sa tha mê. Phá chê tha mi tê căn gia nê, phá chê tha bù rì sa mê. Na phá chê pa pa kê mi tê, na phá chê bù rì sa tha mê. Phá chê tha mi tê căn gia nê, phá chê tha bù rì su ta mê. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. À, một lần nữa con cung kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng và Sư nhường mít lại cho rung ạ. Sa thú chúng con thành kính lễ tri ân tuệ nhận và cảm ơn sự tăng đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu và còn định thịnh đại đức Phật tính mà sao mà đùng luôn. Dạ Bình kính mời. À, dạ một bích hai giá. Dạ đại đức Phật tính vào đạo tràng được rồi. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ sư có nghe được âm thanh của con không? Sư có thể cầm mic được không? Sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ năm mươi bích hai giá. Dạ một lần nữa đại đức Phật tính có nghe được âm thanh con không ạ? Dạ sư không nghe được rồi. Dạ sa thú. Dạ con kính dâng mic đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, bây giờ thì chúng tôi xin được kể nha, đường nét của chúng tôi nó bị trục trặc quá. Na pha chê ba, bà kê mê tây, na pha chê bố, ri sa tha mê, bà chê tha mê u, tê can gia nê, pha chê tha bố, ri sụt tha mê. Na pha chê ba, bà kê mi tê, na pha chê bố, hi sa ma tha mê, bà chê tha mê u, tê can gia nê, pha chê tha bố, hi su tha mê. Na pha chê ba, bà kê mi tê, na pha chê bố, hi sa tha mê, bà chê tha vị nào chưa có ôn bài chúng ta tiếp tục lên để ôn lại bài học có cuốn kinh số 78. Dạ xin trân trọng kính mời quý vị. Dạ xin mời vị tiếp theo nha. Dạ sa thú chúng con thành kính tri ân sư. À, thưa té lên rất xuống thưa cũng cố gắng vào ông bài chúng con. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ kính mời xích châu thường ạ. Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa pháp tính duy niệm và đại đức tuệ nhẫn cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Con trả bài câu pháp cú số 78. Dạ có nghe được cho con xin biết tín hiệu. Dạ dạ mô Phật cảm ơn xin. Na pa che pa pa ke mitte na pa che pu ri sa pa me pa che tha mik te ka ya ne pa che tha pu ri su ta me. Chớ thân giới bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc trưởng thượng nhân và thượng Thích Minh Châu với người xấu ác không thân, với người ti tiện lại cần tránh xa. Người hiền bạn tốt mới là thượng nhân cao quý, điểm hoa lòng mình và thượng giới đức. Na pa che pa pa ke min te na pa che bu ri sa tha me ba je tha mi te ka ya ne su ta me Na pha chê bà bà kê minh tê Na pha chê bù rì sa tha mê Bà dê tha mịt tê ga gia nê Bà dê tha bù rì sục tha mê Na pha chê bà bà kê minh tê Na pha chê bù rì sa tha mê Bà dê tha mịt tê ca gia nê Bà dê tha bù ri sục ta mê Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Với người xấu ác không thân, với người ti tiện lại cần tránh, người hiền bạn tốt mới là thương cần thường thượng cần tránh xa, người hiền bạn tốt mới là thượng nhân cao quý, điểm qua lòng mình và thượng giới đức. Dạ một lần nữa con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng, con xin nhường mic lại cho đạo hữu kế tiếp. Dạ mô Phật, con xin xuống mic. Dạ con xin dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ, dạ sư mai kính chào chư quý cận sự, dạ kính cảm ơn chị vô thường. Con sư mai con xin đọc pháp cú 78. Na phá chê bá bê bá bá kê mít tê na phá chê bú rí sa thá mê phá chê thá mít tê can gia nê phá chê thá bú rí sa thá mê na phá chê bá bá kê tê phá chê bú rí sa thá mê bá phá chê thá mít tê can gia nê phá chê tha pu ri sút ta mê na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê pu ri sa tha mê pha chê tha mít tê can gia nê pha chê tha pu ra ta mê na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê pu ri pu và chế tha mít tề can gia nê và chế tha phu rù tì tha mê chớ thân với bạn ác chớ thân kẻ tiểu nhân hãy thân người bạn lành hãy thân bậc thượng nhân bà thượng Minh Châu với người ác xấu không thân với người thi tiện lại cần tránh xa người hiền bạn tốt mới là thượng nhân cao quý điểm qua lòng người và bản phổ thơ hòa thượng giáo đức và kính mời chị vô thường. Nam Mô Bích Tha, dạ dạ một lần nữa con kính đảnh lễ chư tâm đức, con thành kính đảnh lễ để đức huy niệm cùng chư tâm đức vừa nhờ đạo tràng. Dạ cảm ơn sự đăng đông của tỷ duyên và Vinh Quốc Thanh Á cho Nhược Bình biết được tín hiệu. Dạ kính mời đạo tràng, vị nào còn chưa có kỳ kinh thì kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ Nhược Bình cảm ơn, nghĩ lại cho Nhược Bình biết được tín hiệu. Dạ Nhược Bình lúc nãy cũng thấy sách vô thượng đọc rồi nhưng mà chưa thấy bàn tay ai nên con xin phép được ôn bài. Cảm ơn Vinh Quốc Thanh Á cho bài học ạ. Na pha chê ba ba kê mịt tê na pha chê bu ri sa tha mê pha chê ta mịt tê ca nê pha chê tha bu ri sút ta mê
Napache ba ba kê mít tê Napache Buddhisa tha mê Pache ta mít tê cảnh già nê Pache tha Buddhisut tha mê. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na pha chê ba bà kê mịch tê, na pha chê bô rì sa tha mê, pha chê tam mịch ta cảnh tệ canh gia nê, pha chê tha bô rì, na pha chê ba. Na kê mịch tê, na pha chê bô rì sa tha mê, pha chê tam mịch cảnh gia. Phá chê ta mít tệ canh gia nê, phá chê tha bu rì suốt ta mê. Người, với người xấu ác không thân, với người ti tiện lại cần tỉnh xa. Người hiền bạn tốt mới là thượng nhân cao quý, điểm hoa lòng mình. Đây là thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá và dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọ Đại Đức Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn đã cùng với chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 78. Nhật Bình kính cảm ơn chị Sương Mai, Xích Vô Thường, Vinh Quách Thanh Á, Xích Rạng Đông, cô tu nữ Tệ Duyên đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới là câu Pháp Cú Kinh số 79. Và trước khi con xin thỉnh Pháp Sư, trước khi con thỉnh giảng sư, và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa mu a da ha sa nam mô ta pha ga wa to a ra ha to sa ma sa mu ha sa nam mô pha ga wa to a ra ha to sa ma sa mu a da ha sa. Chúng sanh cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc nhờ ánh sáng trổ hòa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên người khẩn khoản Phật nhân lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết tâm mở đạo dạy đời nhâm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao khoa 45 hạ giáp vẹn toàn 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Huy Niệm. Ngày hôm nay là buổi giảng của Đại Đức Minh Mẫn, nhưng mà sư đã bận việc và đã nhắn tin cho con đã thỉnh được Đại Đức Huy Niệm quan tâm vào đạo tràng để cho chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp cú kinh số 79. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Huy Niệm trước. Dạ, rất là chúng con rất hoan hỷ khi được sư vào đạo tràng điềm khuyết cho những vị vắng mặt để chúng con không mất một bài học nào. Dạ, con một lần nữa xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Đại Đức Huy Niệm. Dạ, bây giờ thì chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Huy Niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn
để chúng con được học từ vựng, duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 79. Dạ, không có gì đâu anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm. Sư có nghe được âm thanh con bạch sư. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Dạ, thành kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Tính, đức Tuệ Nhẫn cùng chư tổ. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học kệ ngôn pháp cú số 79. Ở trong kệ ngôn này là duyên sự đề cập đến ngài đại đức Maha Kappina có một cái tích truyện từ hai kiếp quá khứ của đại đức cho đến kiếp hiện tại, rất là hay. Ở trong cái tích truyện này chúng ta sẽ có được một số những cái điểm mà mình có thể lưu ý và học tập từ nơi việc này. Thưa quý vị, bây giờ thì trước hết chúng ta sẽ học phần từ vựng, và bây giờ chúng ta làm lễ tam bảo trước, sau đó mình sẽ đi vào sinh hoạt buổi học ngày hôm nay. Quý vị có nghe rõ hay không? Quý vị cho sư biết để sư điều phối lại, lát nữa nó khỏi phải bị trục trặc. Dạ rồi, ok, sư cảm ơn. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán đấng chánh đẳng giác ấy. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức pháp bảo có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức tăng bảo những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo chánh pháp, các ngài đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Ở đây kệ ngôn pháp cú số 79 được Đức Thế Tôn ngài giảng như sau: Tham mạ pi tí xúc khăn xê tí vipassane na chê ta sa ariyap pa ve di te tham me sada ramati pandito. Lần thứ hai, thưa quý vị: Tham mạ pi tí xúc khăn xê tí vipassane na Chetasa Ariyapavedite Thamme Sada Ramati Bandito. Lần cuối cùng: Thamma Piti Sukhang Seti Vipassana Ariyapavedite Thamme Sada Ramati Bandito. Ở đây chúng ta có đoạn thứ nhất: Thammapiti sukhang se ti vipassane na cetasa. Chúng ta có một nhóm từ là thamma cộng cho piti, được chia theo chủ các số ít, cho nên ở đây là thammapiti. Thammapiti có nghĩa là cái sự hoan hỷ, sự hân hoan, sự hoan hỷ trong giáo pháp. Chúng ta có trạng từ xúc khăn đã được chia theo đối cách số ít. Xúc khăn có nghĩa là an lạc, hạnh phúc. Nó xuất phát từ danh từ xúc khá đó, thưa quý vị. Xúc khá có nghĩa là an lạc. Chúng ta có tí, đây là một động từ.
thì sơ tí có nghĩa là ngủ hay là nằm, ngủ hay là nằm. Và cuối cùng mình có từ vipassana. Vipassana là một quá khứ phân từ trung tánh, được chia theo sử dụng cách số ít. Vipassana có nghĩa là với tâm ý thanh tịnh, với tâm ý thanh tịnh. Tánh Cetto được chia theo sử dụng các sự, cho nên ở đây là Cetta Sa là với tâm ý. Vipassana Cetta Sa có nghĩa là với tâm ý thanh tịnh đó. Như vậy thì tham mappiti sukhang se ti vipassana Cetta Sa, người mà có sự hân hoan đối với pháp thì cho dù có ngủ thì cũng được, nằm nghĩ thì cũng được an lạc với nội tâm, với tâm ý thanh tịnh. Rồi đó là đoạn thứ nhất. Rồi chúng ta tiếp theo đoạn thứ hai. Ariyappavedite thamme sadaramati bandito. Ariya là một tính từ, Ariya bậc thánh. Pavedita, từ này là một quá khứ phân từ. Pavedita có nghĩa là đã được thuyết giảng, đã được giảng dạy. Ariyap Pavedite, quá khứ phân từ, nam tánh được chia theo định sở cách suối, có nghĩa là đã được tuyên thuyết, đã được thuyết giảng bởi bậc thánh, đã được thuyết giảng bởi bậc thánh. Danh từ tham má thì chúng ta quá quen thuộc rồi. Ariyappa về đi tề thăm mề, pháp đã được thuyết giảng bởi bậc thánh. Rồi chúng ta có trạng từ là sada. Sada có nghĩa là luôn khi, luôn luôn. Ra mắt động từ. Ở thì hiện tại, ngôi thứ ba số ít. Ra mắt tí có nghĩa là sự thỏa thích, sự hứng thú, sự thỏa thích. Từ cuối cùng chúng ta có bánh tá, có nghĩa là người người trí tuệ đó, bậc hiền trí đó, được chia theo chủ cách số ít, cho nên ở đây là bandito. Bandito có nghĩa là người người có trí, người có trí tuệ. Ariyappavedite thamme sada ramati bandito, người có trí tuệ thì luôn luôn hân hoan giáo pháp đã được thuyết giảng bởi bậc thánh, đã được thuyết giảng bởi bậc thánh. Như vậy thì tham mạ pi tí xuất khang xề tí vipassane na chê ta sa ariyappa ve di te tham me sada ramati bandito, pháp hỷ đem an lạc thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Đó là phần từ vựng do ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch theo lối kệ ngôn. Và bây giờ thì chúng ta xong phần thứ nhất. Tiếp theo như thường lệ là phần duyên sự của kệ ngôn pháp cú này.
Thưa quý vị, tích truyện này nói về Đại Đức Maha Kapina. Tương truyền rằng ở trong quá khứ, Ngài Maha Kapina đã từng tạo phước cúng dường và phát nguyện thành tựu được quả vị dưới chân của Đức Phật Bandhumuttara. Trong khoảng thời gian trôi lăn ở trong vòng sanh tử luân hồi thì Ngài có hai kiếp rất là đặc biệt mà được đề cập ở đây. Trong một kiếp, Ngài được sanh vào trong một gia đình gia đình trưởng đoàn của một người thợ dệt. Thì lúc bấy giờ đang trong thời kỳ không phải giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng có xuất hiện trong thời điểm đó có 1.000 vị Phật độc giác. Sau khi các ngài đã trú ngụ ở miền núi Tuyết Sơn tháng, và các ngài lúc bấy giờ 1.000 vị Phật độc giác đó đã đi đến thành Varanasi để tìm nơi an cư mùa mưa trong 4 tháng. Tuy nhiên khi đến vào trong thành thì các vị đã gặp đức vua ở trong thành đó. Và vị vua này không có cái sự hân hoan cũng như không có lòng tin để mà sẵn sàng hộ độ, cúng dường, trú sứ cũng như vật thực cho 1.000 vị Phật độc giác này trong 4 tháng an cư hạ ở đó. May thay gặp phải người vợ, người vợ của ông trưởng đoàn thợ dệt, tức là tiền thân của người vợ của tiền thân của ngài ngã đó, thưa quý vị. Thì cô vợ với linh và trí tuệ khi nhìn thấy các vị Phật độc giác này đã đến đảnh lễ và bạch hỏi đầu đuôi câu chuyện, thì được biết rằng là 1.000 vị Phật độc giác đang tìm nơi trú ngụ để tháng mùa mưa. Thế rồi cô đã bày tỏ sự hoan hỷ cũng như thỉnh mời, và cùng với ông trưởng giả, tức là người chồng của mình đó, và những người trong cái đoàn thợ dệt đó cùng nhau để mà bàn tính về chuyện cúng dường hộ độ cho các vị Phật độc giác, 1.000 vị Phật độc giác. Tuy nhiên trong thời điểm đó thì hỏi đến có bao nhiêu vị, thì một trong số những vị Phật độc giác nói rằng là số lượng rất là đông, khoảng 1.000 vị. Điều này cũng không có làm cho hai vợ chồng ông trưởng đoàn thợ dệt nao núng. Họ mới nghĩ ra, nhanh trí nghĩ ra một cái cách là sẽ kêu gọi những người khác, mỗi người sẽ chăm lo hộ độ cho một vị, và cứ thế chia ra 1.000 hộ gia đình, thưa quý vị. Mỗi hộ gia đình sẽ theo cái khả năng sẽ đọc đường cũng như giúp đỡ hộ độ cho một vị Phật độc giác. Và họ bèn cử những người thanh niên ở trong gia đình đó. Ai trong tư gia có những người thanh niên đó, thì mới đem những cái dụng cụ ra để làm những cái trú sứ riêng. Thế rồi đã trải qua 4 tháng an cư mùa mưa với cái sự hộ độ cúng dường đó. Sau khi đã hết 4 tháng mùa mưa thì mỗi người ở trong tư gia của cái nhóm đoàn thợ dệt đó mới tát bạch xin cúng dường, xin cúng dường y sau khi đã mãn hạn mùa an cư mùa mưa. Trong kiếp đó thì sau khi mệnh chung thì tất cả được sanh lên cõi trời Ta Quá Tinh Sát, tức là cõi trời thứ 33, cõi trời đạo lợi, thưa quý vị. Và phước của chư thiên trải qua một cái thời dài, cho đến thời kỳ tiếp đến thời kỳ của Đức Phật Cát Xá Bá, thì những người này họ cũng cùng tái sanh vào trong những gia đình trưởng giả giàu có ở trong thành. Và ông trưởng đoàn thợ dệt lúc bấy giờ
lại tái sanh làm người con trai của một nhà đại trưởng giả trong thành. Bà vợ thì tái sanh làm mà tiểu thư, con của một trưởng giả khác. Và tất cả những người trong nhóm đoàn thợ dệt ở trong kiếp trước cùng tạo phước, họ cũng cùng được tái sanh vào các gia đình giàu có. Và khi khôn lớn tái hợp với nhau, họ lại gặp nhau và tái hợp với nhau y như những thuở trước. Lúc bây giờ thì dân chúng đã rủ nhau đi vào trong tịnh xá để nghe thuyết pháp. Và trong một buổi đi nghe pháp thì họ đã thấy được cái nơi mà Đức Phật và Chư Tăng trú ngụ nó không có được đầy đủ, và những cơn mưa đã làm cho một số những người đi nghe pháp, kể cả họ cũng bị lấm ướt. Họ mới phát tâm cùng nhau để mà quyên góp tạo dựng một cái giảng đường, và số tiền gom góp đến 2 lần mới đủ, bởi vì cái giảng đường xây quá lớn. Sau đã làm xong thì nhóm những người này mới dâng cúng đến Đức Phật Chư Tăng, và sau đó làm phước 7 ngày. Thưa quý vị, trong cái kiếp đó thì thêm một lần nữa những người này sau khi làm trai tăng cúng dường suốt 7 ngày họ cũng có phát tâm cúng dường y phục đến 2 muôn vị tỳ khưu. Và người vợ của người trưởng giả lúc bấy giờ khởi ý tạo thêm một cái loại phước đặc biệt thù thắng hơn. Cô đã cúng dường đến bậc đạo sư một đóa hoa Anuccha, và với cái sự cúng dường đó cô phát nguyện rằng là kính bạch ngài, xin cho con tái sanh ở trong cảnh giới nào, thân thể của con cũng có màu vàng cam như màu sắc của hoa Anuccha. Đức Phật ngài phúc chúc cho được sự thành tựu. Sau kiếp đó thì tất cả những người này họ trải qua tuổi thọ tùy theo duyên nghiệp, sau khi mệnh chung được sanh về thiên giới. Đến thời điểm của Đức Phật hiện tại thì vị đại trưởng giả tái sanh vào trong hoàng tộc ở tại thành Khúc Tawati. Sau khi được tôn vương thì trở thành vua và có danh hiệu là Maha Kapina, thưa quý vị, ở trong kiếp hiện tại. Còn người vợ thì tái sanh vào trong gia đình hoàng tộc ở xứ Mách Đá. Bà có một cái loại phước do đã cúng dường bông hoa đến Đức Thế Tôn, cho nên cái thân của bà có cái màu sắc vàng cam óng ánh y như là bông Anuccha. Và hai người này cũng lại gặp nhau, và Đức Vua Kapina cũng rước bà về làm hoàng hậu. Thế rồi trong một lần đi du ngoạn thì nhìn thấy một cái nhóm thương buôn đi từ đường xa, thì lúc bấy giờ Đức Vua Kapina mới nghĩ rằng những người này có vẻ trông mệt mỏi, trải qua một cái hành trình dài, không biết rằng có những cái tin tức gì từ cái phương xa hay không. Thì lúc bấy giờ, thưa quý vị, những người thương buôn đó mới nói như thế này: Tâu Đại Vương, ở cách đây độ 120 do tuần có một kinh thành tên là Sở Quách Thí, chúng tôi đã từ nơi đó đến. Thế rồi Đức Vua hỏi tiếp rằng: Thế trong ở xứ sở đó
có những cái tin tức gì phát sanh hay không. Muôn tâu đại vương chẳng có tin lành gì khác ngoài ra tin Đức Chánh Biến Tri đã giáng thế. Sau khi vừa nghe như vậy thì lâm thể của Đức Vua đã khởi lên năm cái sự phỉ lạc. Và cũng lần thứ nhì, lần thứ hai, lần thứ ba khi được nghe trả lời như vậy thì Đức Vua cũng rất là hân hoan. Và đúng nữa không? Thì họ lại trả lời rằng là có tin nào khác ngoài tin Đức Pháp đã xuất hiện, đã xuất hiện. Và thế rồi họ lại được Đức Vua ban thưởng. Và lần thứ ba họ lại trả lời Đức Vua rằng chẳng có tin lành gì khác ngoài tin Đức Tăng đã xuất hiện. Thưa quý vị, sau khi nghe được ba từ đó là Phật Pháp thì Đức Vua Maha Kapina đã khởi lên cái sự hân hoan và ngay lập tức khởi ý tâm đến để mà tầm cầu giáo pháp, để mà được sống cái đời sống xuất gia. Thế rồi Đức Vua cùng những người tùy tùng của mình trải qua một cái cuộc hành trình 120 do tuần. Khi mà trong cuộc hành trình đó, khi mà gặp những con sông á, thì lúc bấy giờ bè bởi vì số người cùng đi quá đông. Thưa quý vị, lúc bấy giờ Đức Vua ngài mới phát nguyện, ngài niệm tưởng đến ân Đức Phật và mong rằng cho dòng sông mặt nó y như là mặt đất, y như mặt đất, có thể đi qua, đoàn người có thể đi qua không có bị trở ngại. Thì ngay lập tức do cái sự phát tâm như vậy, hướng tâm như vậy thì nó đã có cái sự kỳ diệu. Tất cả những đoàn người của Đức Vua đều băng qua sông y như là đi trên mặt vậy, thưa quý vị. Thế rồi lần thứ hai gặp một dòng sông khác thì cũng vậy. Nhưng mà lần này Đức Vua ngài niệm tưởng ân Đức Pháp Bảo, niệm tưởng ân Đức Pháp Bảo. Và cũng như vậy, cả đoàn người lướt qua, đi qua mặt. Lần thứ ba, lần thứ ba cũng vậy, thưa quý vị. Ngài đã hướng tâm niệm tưởng ân đức của Tăng Bảo, Tăng Bảo Suppatipanno, Phaguato, Sa hoặc cái Sangkho đó. Thì cũng như vậy, tất cả những đoàn người đã vượt qua. Sau khi đã trải qua một cái hành trình như vậy, được diện kiến bậc đạo sư, ở Đức Thế Tôn ngài đã giảng cho Đức Vua Maha Kapina cùng với những người tùy tùng của mình về là tuần tự pháp thoại. Tuần tự pháp thoại, thưa quý vị, tuần tự pháp thoại đó là bao gồm năm pháp, bao gồm năm pháp: sự bố thí, sự giữ giới, quả báo nhân thiên của hai của thiện pháp này. Năm pháp đó được gọi là tuần tự pháp. Sau khi nghe xong thì Đức Vua và những đoàn người đi chung với mình thành tựu được quả vị dự lưu và bèn xin Đức Thế Tôn cho được phép xuất gia. Lúc bây giờ Đức Phật ngài quán xét về duyên lành của Đức Vua Maha Kapina và những người tùy tùng đi chung, xem rằng những người này có từng có phước đến Đức Phật và Chư Tăng ở trong những quá khứ hay không. Nếu như có thì Đức Thế Tôn ngài sẽ cho xuất gia bằng pháp ehi bhikkhu, xuất gia bằng thần thông lực. Sau khi Đức Phật ngài quán xét, ngài thấy rằng ồ, những người này đã có hai kiếp, trong một kiếp đã cúng dường 1.000 bộ y đến 1.000 vị Phật độc giác, và kiếp thứ hai đã cúng dường y phục đến 20 vị tỳ khưu. Cho nên Đức Phật ngài đã cho Đức Vua Maha Kapina và những người tùy tùng đi theo
xuất gia bằng pháp ê hí phí khu thiện lai tỳ khu, xuất gia bằng thần thông. Thưa quý vị, không có cần phải đi vào cạo đầu cạo tóc gì hết, ngài chỉ cần đưa tay ra và ngài nói ê hí phí khu hãy lại đây, thì tất cả những cái tướng hảo của tại gia cư sĩ tức biến mất, và vị ấy trở thành một vị sa môn có đầy đủ 8 món vật dụng, y bát đầy đủ chỉnh tề, y như là một vị đã xuất gia rất là lâu rồi chứ không phải là mới. Và sau đó nói về người hoàng hậu, hoàng hậu được báo tin rằng Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng cũng xuất hiện ở trong thế gian, thì y như cái hành trình của Đức Vua Mahakappina, thưa quý vị, bà cũng khởi lên cái lòng tịnh tín, cái sự phỉ lạc, và hướng tâm đến Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Và sau khi được gặp Bậc Đạo Sư, thì Đức Thế Tôn lúc bây giờ dùng thần thông không để cho thấy chồng của bà là Tỳ Khu Mahakappina, chồng lúc tại gia, và cũng biết cái thời pháp gọi là tuần tự pháp cho bà. Sau khi nghe xong thì bà cũng thành tựu được quả vị dự luôn. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là cũng trong cái thời pháp đó, cũng sau khi mà Đức Phật ngài giảng tuần tự pháp lần thứ hai, thì Đức Vua Mahakappina, Đại Đức Mahakappina và những người và các vị tỳ khu tùy tùng lại tụ được quả vị A La Hán. Tức là cũng chung một cái thời pháp nghe hai lần, lần đầu thì chỉ thành tựu được quả dự lưu thôi, nhưng mà lần thứ hai khi mà Đức Thế Tôn ngày giảng đến cho hoàng hậu á, thì Đại Đức Mahakappina nghe lại đề tài đó, lại thành tựu một lúc ba đạo quả, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Sau khi đã đạt đến được cái đỉnh cao của đời sống phạm hạnh, thì lúc bây giờ Đức Phật ngài thấy rằng đã hợp thời để cho tín nữ nhìn thấy được người bạn đời của mình, bởi vì lúc bây giờ nó sẽ không có sự chi phối bởi tâm lý nữa đối với một vị thánh hữu học. Sau khi nhìn thấy Đức Thế Tôn ngài thu thần thông lại, thì hoàng hậu đã nhìn thấy người bạn của mình trong tướng mạo của một vị tỳ khu, và nhìn thấy nghi chánh hạnh thì được rằng đã thành tựu được cái kết quả của đời sống phạm hạnh. Thì nhân cớ đó Đức Thế Tôn ngài lần đó thì bà cũng xin xuất gia, thưa quý vị, bà cũng được xin xuất gia trở thành một vị tỳ khu ni. Sau này thì người đi chung với bà cùng tu tập và đều đạt được quả vị A-la-hán. Nói về Đại Đức Mahakappina thì ngài hay có một cái quen, ngài hay có một cái thói quen là ngài những cái lời cảm hứng về sự thỏa mãn sung sướng. Điều này làm cho một số những vị bạn đồng phạm hạnh ấy, họ nghi ngờ rằng Đại Đức Mahakappina đã trở thành một vị tỳ khu rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến cái đời sống vương giả của mình trước đây, cho nên mới thốt lời như vậy. Sự việc này đã đến Bậc Đạo Sư, và Đức Thế Tôn ngài xác nhận rằng không, Mahakappina đã trở thành một vị vô lậu giải thoát, và tất cả những cái lời cảm hứng đó nó không có ý nói đến cái sự tơ tưởng đến. Thế rồi Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên kệ ngôn pháp cú: Tham mạc pi tí xuất khăn xê tí vipassane na chê ta sa ariyappa vê đi tê tham mê sada ramati ban đi tô. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Đó là cái phần duyên sự của bài học. Và sau cái lời pháp đó thì cũng có thêm được một số các vị tỳ khu và những người thiện nam tín nữ thành tựu được thánh đạo và thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hường.
Đó là cái phần duyên sự, thưa quý vị, rất là dài. Rồi, ở đây chúng ta có ba vấn đề trong phần duyên sự này. Sở dĩ sư phải bỏ ra một khoảng thời gian là cũng trên 20 để duyên sự, bởi vì trong phần duyên sự này nó có một vài điểm mà chúng ta cần phải học hỏi. Điều thứ nhất đó, thưa quý vị, có một điểm rất là đặc biệt là khi mà chúng ta tạo những cái loại nghiệp nào nó liên quan đến đối tượng nào đó, thưa quý vị, thì tâm tư của mình ở trong những cái kiếp mà mình trôi lăn trong sanh tử luân hồi, nó dễ dính líu đến những đối tượng đó. Đây là một chuyện mà mình cần phải ghi nhớ. Cho nên chính vì vậy mà những người đã tạo những lành mà có liên quan đến Đức Phật, đến những vị sa môn, đến những vị độc giác, đến giáo pháp và đến chư tăng, thì sau này ở trong vòng luân hồi, thưa quý vị, hễ mà mình nghe nói đến Phật pháp tăng, hoặc là mình có gặp được những bậc sa môn với uy nghi chánh hạnh, thì mình dễ dàng khởi lên lòng tịnh tín đối với những vị đó. Trong khi ngược lại á, có một số rất nhiều những chúng sanh khác, tại sao họ gặp những vị Phật độc giác thì họ lại không có khởi lên cái ý hoan hỷ cúng dường? Tại sao lại như vậy? Bởi vì những người này thiếu những cái duyên lành, thiếu những cái thiện pháp liên quan đến Phật pháp tăng. Đây là một điều mà chúng ta cần phải để ý. Cho nên chính vì vậy mà đây là cái nguyên tắc, nó cũng là một cái nguyên tắc của nghiệp quả, thưa quý vị. Mình tạo cái loại nghiệp nó dính líu đến cái gì vậy? Nó sẽ của cái rất là dễ dàng. Tại sao có những đứa bé, thưa quý vị, nó ngổn, nó nhìn thấy chữ tăng á, thì nó rất là vui, nó rất là dễ gần. Còn ngược lại, có một số những đứa bé nó gặp thấy mấy ông sư nó sợ, thưa quý vị, bỏ chạy, nó rất là xa lạ. Điều này nó cũng có cái nguyên nhân gì đó, chứ không phải là tự nhiên mà nó như vậy đâu. Cho nên chính vì vậy mà nếu mà chúng ta muốn mình muốn có được cái sự thuận lợi trong việc tạo trữ công đức có liên quan đến giải thoát đó, có liên quan đến giải thoát đạo, thì trong những kiếp nào đó mà mình từng gặp những bậc sa môn, bà la môn tu hành theo giới định tuệ, hoặc là trong kiếp mà không có giáo pháp, nhưng mà khi mình nhìn thấy những sa môn nào đó đang tu thiền định có tướng hảo của những bậc xuất gia đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thì mình cũng hoan hỷ khởi tâm để mà làm phước cúng dường theo khả năng, cái phước báu nó có liên quan đến những đối tượng như vậy, thưa quý vị, nó đập vào trong tâm của mình, nó rinh vào trong tâm của mình, nó dễ gần. Chứ huống hồ gì ngay trong những cái thời kỳ mà có Phật đầy đủ cả ba đối tượng cao quý như vậy, thì mình càng phải tạo trữ nhiều những cái loại thiện sự nó liên hệ đến đối tượng này. Có như vậy thì hễ sẽ trong vòng luân hồi mình đang ở đâu, khi mình gặp thấy người này người kia nói đến Phật pháp tăng, hoặc là mình trông thấy một vị tỳ khưu hoặc là nhiều vị tỳ khưu, thì mình cũng sẽ dễ dàng có cái sự gần gũi liên hệ. Nhờ vậy mình sẽ có được cái nơi nương nhờ, nhất là tạo trữ được nhiều công đức nhân thiện trong vòng sanh tử luân hồi, và quan trọng là mình sẽ có cơ hội để được giải thoát khỏi mọi khổ đau. Đây mới là cái vấn đề quan trọng. Cái chuyện mà gặp được đối tượng tam bảo, thưa quý vị, tạo trữ công đức, cái phước nhân thiên thì thôi khỏi phải bàn rồi. Chúng ta làm phước cho những người phàm phu, loài chó, loài mèo hay là loài thú, nó cũng có phước, nhưng cái phước đó nó không thể nào thù thắng được đối tượng là bậc chánh đẳng chánh, là ân đức pháp bảo, là ân đức tăng bảo, không bao giờ bằng được. Cho nên là phước hữu lậu thì mình vẫn ok. Cái quan trọng hơn, cái quan trọng nhất đó chính là cái phước vô lậu,
mình tạo trữ được cái duyên lành để mà đạt được cái phước vô lậu, cái đó mới là quan trọng. Đây là vấn đề thứ nhất, tức là những người nào muốn dễ dàng gặp được những cái đối tượng nào thì mình phải thường xuyên tạo trữ những cái phước lành nó liên hệ đến những đối tượng đó. Mình gặp Phật pháp tăng dễ dàng ở trong tương lai thì bây giờ mình phải tạo trữ những cái thiện sự có liên hệ đến Phật pháp tăng. Mình muốn sau này á mình đi đến chùa nó dễ, mình có đi đến những nơi khác đi chùa cho nhiều vô. Thì trong những kiếp tương lai hễ mình thấy chùa là mình nhảy vô, mình thấy chỗ khác mình không nhảy vô, mình thấy miếu thấy gì đó, thấy chỗ coi đồng coi bói mình không có ham, nhưng mà mình chui vô. Thì bây giờ mình đi chùa nhiều vô. Còn ai mà muốn sau này mà mình cứ hay lao vô trong những chỗ mà lên đồng lên bóng nhiều thì bây giờ mình cứ đi coi đồng coi bóng nhiều đi, mình đừng có đi chùa. Thì mốt á, tâm tư của mình nó thấy lên đồng lên bóng là ham và nó nhảy vô, bởi vì những cái đối tượng đó nó liên hệ, nó liên hệ. Đây là cái chuyện thứ nhất mà chúng ta học được. Cho nên quý vị thấy không, ở đây trong cái tình huống của phần duyên sự á, ngài Mahakapina kiếp mà ngài còn trôi lăn trong vòng sanh tử, thì ngài hễ ngài gặp ngài và vợ của ngài gặp được một nghìn vị Phật độc giác trong cái tướng ảo của một vị sa môn ôm bình bát, là lúc bây giờ là mời về nhà ngay. Khả năng không có thì chia ra mỗi gia đình lo cho một vị. Trong khi ông vua có dư sức nhưng mà ông từ chối. Đó, đây là cái chuyện mà chúng ta thấy. Vấn đề thứ hai, đối với những người trong cái cách tạo phước đó thưa quý vị, những người mà có đức tin và có trí tuệ thì họ biết cách để mà thu xếp làm những cái việc thiện rất là gọn gàng và tốt đẹp, cho những cái hoàn cảnh như thế nào họ vẫn thu xếp được. Đây là một việc mình cần phải học hỏi. Chẳng hạn như đối với trường hợp có một ngày á, nhưng mà mình lo không có nổi, lúc bây giờ thì hai vợ chồng mới nghĩ ra một cái cách là bây giờ mình sẽ đi kêu gọi, kêu gọi những người khác, kẻ công người của, rồi bắt đầu gom góp vô. 1.000 vị thì chia ra những người nào có nam nhân thì sẽ cho đi làm, lo cho một vị, cứ như vậy. Đây là một vấn đề mà chúng ta cũng có thể học tập được. Mình làm phước đó thưa quý vị, trí là mình biết cách để mà thu xếp trong bất cứ những cái cuộc lễ trai tăng nào, nếu như mà mình khéo léo thì mình vẫn có thể, đôi khi mình vẫn có thể áp dụng được. Sư thấy có những cái tình huống đó, làm phước nhưng mà mình không có sử dụng trí tuệ để mà mình suy xét sắp xếp đó, đôi khi nó trở nên thành ra phiền não thôi quý vị. Phiền não về vấn đề kinh tế cũng có nữa, thiếu hụt hoặc là nó nhiều quá như thế này như thế kia, nói chung là đủ thứ chuyện trong đó đó, mình không có khéo. Thật ra đâu có vấn đề gì đâu, chúng ta vẫn có thể dàn xếp được hết. Nếu mà khả năng mình không có thì mình sẽ thu xếp theo cái công việc của khả năng của chính mình, hoặc là mình làm một cái cách nào khác, để cho nó được viên mãn tốt đẹp mà nó không tạo áp lực cho bản thân mình. Đây là một chuyện mà mình cần phải học tập, rồi. Còn chắc sẽ phải cho qua nhanh một chút, bởi vì bây giờ là ở bên lớp Buddha Thamma là 8 giờ là bắt ngoặt rồi chứ không phải là 8:30. Rồi vấn đề thứ đó, khi mà mình làm phước á thì mình phải khéo léo, mình có lòng tin, tịnh tính, mình phải có trí tuệ sắp xếp nữa. Những người mà có trí tuệ thì người ta sử dụng cái khả năng của họ để mà dàn xếp nó rất là ok. Đó, như trường hợp chúng ta thấy 1.000 vị Phật, 1.000 vị Phật nhưng mà họ vẫn tổ chức, những người dân này họ vẫn tổ chức ổn thỏa, hộ độ cho các vị trải qua
4 tháng an cư mùa mưa tốt đẹp, tốt đẹp và có được nhiều phước báo. Đây là vấn đề thứ. Nếu mà không khéo, mình không khéo sắp xếp thì chúng ta thường hay bị phiền não lắm thưa quý vị. Làm phước thì không thấy phước đâu, toàn thấy phiền não trong đó không. Rồi vấn đề thứ ba. Ở trong sanh tử luân hồi này, những chúng sanh nào á mà tạo trữ những cái loại nghiệp nó giống nhau nhiều thì nó sẽ dễ dàng gặp nhau và nó sẽ dễ gần nhau hơn. Hồi đó sư có nghe một cái bài giảng của Đại Đức Giác Nguyên. Lúc đó Đại Đức giảng một cái đoạn về cái phạm vi của thế giới, phạm vi của thế giới và chúng sanh phân bố ở trong những cái phạm vi trong thế gian, thì sư có nghe một cái đoạn của Đại Đức giảng, sư rất kỹ. Ở trong đoạn đó Đại Đức có nói mà trong bài học này chúng ta vẫn có thể bắt gặp được. Đại Đức nói rằng là khi mà những chúng ta tạo những cái nghiệp giống nhau, tạo nhiều những cái khoảng cách của những sanh tạo nghiệp giống nhau đó nó sẽ gần nhau hơn. Chúng ta tạo những khác biệt sai biệt với nhau thì chúng ta càng xa nhau, chúng ta càng xa cách nhau hơn. Đây là của nhân quả thưa quý vị. Chính vì vậy mà không có gì làm lạ, những người mà họ đã tạo những thiện sự công đức vòng sanh tử luân hồi thì họ dễ dàng họ gặp nhau. Chẳng hạn như Đức Bồ Tát của tới hậu và ngài Ananda cũng vậy. Những người này ở trong vòng sanh tử luân hồi thưa quý vị, khi mà họ đã cùng nhau tạo trữ những cái loại phước thiện nhau, nó cùng thể loại với nhau thì nó sẽ gần nhau, nó dễ gần nhau hơn. Điều này có thể hiểu một cách ngược lại rằng khi mà chúng ta tạo những cái ác nghiệp đó thưa quý vị, chúng ta tạo ác nghiệp đó, chúng ta rủ nhau làm thiện á, cùng một cái loại thiện nghiệp á, thì sau này chúng ta động nghiệp với nhau, chúng ta gặp nhau thì ok. Còn khi mà mình rủ nhau làm ác đó thưa quý vị, thì sau này mình cứ suốt ngày mình gặp nhau ở dưới địa ngục hoặc là bốn khổ cảnh, hay là trong vòng sanh tử luân hồi mình cứ gặp nhau trong những cái hoàn cảnh coi như là không mời mà đến, không mời mà đến. Lúc đó thôi nhìn thấy là muốn nổi da gà, muốn sợ. Cho nên chính vì vậy mà khi mà mình muốn mình muốn có được những cái gặp gỡ tốt đẹp thì mình tạo những cái loại thiện nghiệp nó đồng loại với nhau, đồng loại với nhau. Chính vì vậy mà nếu như tự nhiên không có ngẫu nhiên mà mình được gặp Phật pháp tăng thưa quý vị, không có ngẫu nhiên mà tự nhiên mà chúng ta gặp được Phật pháp tăng, chúng ta phải có được những cái thì phước thiện nó liên hệ đến Phật, đến giáo pháp, đến chư tăng, thì bây giờ chúng ta mới dễ dàng thân cận, mới dễ dàng khởi lên cái sự tịnh tính lắng nghe và học tập. Hồi đó trong một cái đường đi cùng với chư tăng, lúc đó Đại Đức Chân Quý ở chùa Đại Đức còn sống, như lần đó là đi qua quê nhà Đại Đức Việt, Đại Đức Pháp Việt, thì đi qua cái phà Cần Thơ, đi qua
phà Cần Thơ. Thì lúc khi đang ở trên phà thì có những cái đứa bé, có những bé nó bán vé số thưa quý vị. Nó bán vé số rồi có những đứa thì chạy lông nhông ở trên phà. Rất là lũ hơi nhút khổ, nhìn khổ. Bây giờ Đại Đức Chân Quý mới kêu một đứa lại à, mua ủng hộ nó. Rồi, trong mấy học giờ đó, con theo con có chịu theo sư về chùa à, rồi xong rồi sư cho con sau này rồi con có duyên con thích tu con tu, còn không có thì con à, ở chùa không có phải đi lông nhông à, lê thê lết thết như vậy nữa. Thưa quý vị, nó đâu có chịu, nó không có chịu. Khi nghe nói đến cái việc tu tập à, chùa chiền á, lúc bây giờ nó nổi da gà. À là để cho nó lăn lộn ở ngoài mưa ngoài gió, để cho nó bán kiếm được vài ba đồng à, nhưng mà thích hơn, nó vẫn thích hơn. Còn là nói đến cái chuyện tu tập à, có người cúng dường, có người phát tâm, có người lo cho chú sứ, chỉ đi trong để học pháp vâng, nhưng mà nó cũng đâu có dễ làm đâu. Có dễ làm đâu. Cho nên vì vậy mà đừng có tưởng là mình muốn gần gũi được với Phật pháp tăng, cái chuyện tu tập đó thưa quý vị, nó không phải là một cái chuyện ngẫu nhiên, không phải chuyện ngẫu nhiên mà mình gần gũi được đâu. Nó phải có tạo trữ những cái loại phước cùng cái thể loại và duyên lành thì mình mới gặp được à, chứ không phải là tự nhiên mà có. Còn nếu như mà mình không có cái loại phước mà liên hệ đến Tam Bảo đó, thì mình có gặp mình cũng chạy nghe nói mình cũng chạy mất dép. Mình vẫn thích năm dục ha, mình không có thích tu, mình không có thích học, mình không có thích hành pháp à. Đây là cái vấn đề thứ ba. Rồi như vậy thì bây giờ phần còn lại sư nói sơ chút cái câu kệ ngôn pháp cú là chúng ta chấm dứt lớp học cũng vừa phải lẽ rồi, để cho quý vị còn qua cái lớp học bên kia. Ở đây kệ ngôn pháp cú thì Đức Thế Tôn ngài nói cũng quá rõ ràng rồi, bởi vì ngài Maha Kapina ngài có cái lời à, thốt lên cái cảm hứng về cái sự an lạc à, trong cái giây phút hiện tại của ngài so với lúc trước. Cho nên Đức Thế Tôn rằng là đối với người đắc được cái à, với cái tâm thuần khiết thảnh thơi, nằm ngồi như thế nào đi nữa thì à, vẫn được an lạc. Đối với người trí lắng nghe à, cái bậc thánh thuyết pháp thì bao giờ cũng có cái sự hân hoan, y như cái trường hợp của ngài à, Maha Kapina à, cảm nhận được pháp à, cảm nhận của pháp giải thoát à, đó là cái ý nghĩa của ở đây cũng vừa phải là rồi. Phần còn xin mời lớp học của chúng ta làm những hành để chấm dứt một bút thay giá. Dạ, sa thu lành thầy ạ. Thay mặt đại truyền đại đức quy điển Phật Di Hoan để thuyết giảng nhân sự ý nghĩa và bài kinh pháp cú số 979 đến hàng Phật tử chúng con để hiểu học và hành theo cái được sự ích, sự an vui và sự tiến hóa. Chúng con xin một lần nữa xin thành kính tri ân đại đức quy niệm. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng cung kính đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho rung. Nam mô Phật Thà Gia. Con xin thành kính cung kính đại đức.
tapa de vata sabbha vena ri bhavantu te vata sabbha mangalang rakkhantu tapa de vata sabbha dhamma anubhava vata sabbha mangalang tapa de